Khi tiền điện tăng chóng mặt, bạn phải tiết kiệm. Khi phải tiết kiệm, bạn trở nên nóng bức. Khi nóng bức, bạn sai sót trong công việc. Khi sai sót trong công việc, bạn đi vay nặng lãi. Khi đi vay nặng lãi, bạn bị phá sản. Khi phá sản, bạn bị vợ con bỏ rơi. Khi vợ con bỏ rơi, bạn bị hóa điên. Đừng để hóa điên, hãy dùng điều hòa Nagakawa. Ngày mấy điều hòa sẽ chia gắn kết Nagakawa. Khi bạn nóng, bạn trở nên cục xúc. Khi bạn cục xúc, còn bạn bắt chước bạn. Khi còn bạn bắt chước bạn, còn trở thành kẻ du côn. Khi còn trở thành kẻ du côn, nhà sẽ nghèo kiết xác. Khi nhà nghèo kiết xác, con bạn thành tướng cướp. Khi còn thành tướng cướp, bạn cũng thành bố cướp. Khi thành bố cướp, bạn sẽ thành tội phạm. Đừng trở thành tội phạm, đừng để ảnh hưởng đến tương lai con bạn. Hãy dùng điều hòa Nagakawa. Lắp ngay mấy điều hòa sẽ chia gắn kết Nagakawa. Khi bạn nóng, bạn dễ nổi giận. Khi nổi giận, vợ chồng bạn cãi nhau. Khi cãi nhau, vợ chồng bạn ly dị. Khi ly dị, bạn không tin vào tình yêu. Khi không tin vào tình yêu, bạn trở thành một kẻ lừa gạt. Vợ bạn thì cặp bồ. Khi lừa gạt, cặp bồ, bạn bị bắt, bị đánh ghen. Đừng để bị bắt, bị đánh ghen. Hãy dùng điều hòa Nagakawa. Lắp ngay máy điều hòa sẽ chia gắn kết Nagakawa. Nagakawa, mọi yêu thương luôn cần được tưới mát.